Shopmobiviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể được mật khẩu được. Hello, chào anh em nha. Hôm nay Mô Việt sẽ cầm cung ra trận với bé Theo Lát sau cái màn thay đổi sức mạnh cân bằng tướng. Cân đi cân lại khiến fan của Theo Lát đú hết cái đầu, thì cuối cùng bây giờ Chigán cũng quyết định tăng một tí tí sức mạnh cho Theo để Theo bắn được hơn một tí tí. Sẽ ra lại một tí tí bởi vì nội tại chỉ số cơ bản tăng thêm 10 công vật lý lúc đầu. Nhưng mà cuối cùng tăng theo cấp cũng giảm đi để cuối cùng level 5 là như thế thôi. Ưng nhãn thì tăng thêm 10% tốc đánh ở thời điểm cuối game. Rồi cái nội tại tăng 8% công vật lý nên lại hoàn nguyên về như ngày xưa. Nói chung là một cái sự thay đổi loang tăng hoang của chị Gà Đán khiến chúng ta lú hết cái đầu. Không biết là có cái sự phê không hề nhẹ ở đây không, chứ tình hình cứ cân đi cân lại thế này là chóng mặt đấy anh em ơi. Thế bây giờ thực sự ưng nhãn không còn làm chậm, ưng nhãn không còn chí mạng sát thương phép thì lực bắn lực lượng khóa chịu của Theo nó bị giảm đi rất là nhiều. Thực sự là như vậy anh em ơi. Đấy là cần một kỹ năng chơi tốt hơn nhẹ, chiêu cuối phải thật chuẩn xác. Rồi bây giờ bật cái tốc biến ưng nhãn mà xử lý luôn. Bạn đấy tính cân team đầu game thế này thì thực sự là ảo tưởng sức mạnh rồi. Sau khi đó là team mình xạ thủ bắn khá là lực. Thực ra thì mình cũng không có lực lắm đâu. Nói chung là pha đấy bạn đấy cân team là 4 người đập thôi. Chứ có một mình thì mình bị bạn đấy may cho không trượt pha nào luôn. Ôi nhìn Allen chém kìa. Sợ thực sự luôn. Kiểu là Tara fit quá lên là tốt thì bạn xanh sớm chém kê lắm anh em ơi. Cẩn thận nha Tara ơi. Ui Tara ơi. Ui Tara Châu. Ui mình bắn hết kìa. Trời ghê chưa anh em ơi. Nhưng mà cái pha này để tôi cong mông mà chạy thôi. Thần gió Diêu đến rồi. Anh Diêu công chim đến rồi. Hình như là vệ thần của Lữ Hoàng, Lữ Vương Theo Lát mà. Ui canh giữ ngàn năm không có làm gì luôn. Bây giờ chắc cũng không làm gì luôn nha. Mà mình bắn. Trời. Lần này thì làm thật rồi anh em ơi. Bó tay thực sự. Canh giữ ngàn năm không có làm gì. Tự nhiên lại băng trụ giết Lữ Hoàng thế này. Thì tí đã bắn cho không trượt nào luôn nha. Thực sự là cũng hơi buồn một tí anh em ơi. Có lẽ là lên dành một phút mặc niệm. Bắt đầu. Mà thôi, tầm 30 giây là được rồi anh em ơi. Dư công farm là toang nha. Top xanh sớm nhưng được cái là top team bạn lại di chuyển lâu quá là team mình lại có lợi thế với chút. Cũng ok đấy, vẫn chơi được anh em ơi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ bị ép, Tara sẽ bị ép. Nhưng mà tầm này mình thấy là Tara có thể chơi được rồi. Kiểu lẽ Tara level 3 không chơi được thôi. Ui quả này, ui voi hổ báo ghê. Ui tầm này các bạn chơi voi lại chơi cá, các bạn cứ cầm cái cấm trụ nha. Next game cực kỳ khỏe luôn. Rồi các bạn bật chiêu cuối nào vào giữa trụ thì bạn một quẩy. Đi chỗ không người. Mai kỳ nha, chiêu cuối nhảy linh tinh này, nhảy sang lính rồi nhảy sang người mình nha. Quả cướp hơi nguy hiểm đấy, bởi vì chất tướng của khỉ đầu game là yếu hơn. Lấy trụ nhanh em ạ ơi. Ôi không được rồi. May quá chỉ có mỗi bé Alice, chứ không là có Lavin chạy ra làm mình thoang rồi. Từ từ nha, voi đi chung bạn ơi. Chứ đảo lên đấy làm gì bạn ơi.
Trời, có hiểu thực sự luôn. Có khi là chết voi, chết khỉ rồi. Thôi mình đi pha. Mình để tân lính này sau, mình sẽ di chuyển ra biết lấy trụ. Thì mình yếu mà sao chơi được. Voi bảo kê cho mình pha, mình lên đồ, mình bắn cả thế giới chứ. Ok, xin nha. Tôi biết là khỉ có chửi không. Nếu mà chửi thì mình sẽ không ăn nữa. Còn không chửi thì mình sẽ ăn tiếp. Bởi vì trận đấu này mình phải gánh team nên mình phải ăn bột đỏ để mình bắn anh em ơi. Không có slow mà. Không có slow bắn khá là khó. Chiêu 2 làm chậm không có đủ anh em ơi. Mình xin nha. Cầm. Trời ơi. Thôi, lần sau không dám nữa rồi. Ok. Lấy trụ mít này voi ơi. Voi kiểu là không hiểu ý mình ý. Tầm này mà đi chung AD, khi mà đảo lên mà đi chung AD thì AD mới dễ chơi chứ. Thôi có khi là mình bê cái trụ trộm vậy. Đâu cần lính nha anh em ơi. Rất đơn giản, chỉ theo lát mới làm cái điều đó thôi. Bắn này. Bật ứng nhãn anh em ơi, đấy bộ đỏ là chất lượng như vậy. Trao bộ đỏ cho mình thì bắn cả thế giới luôn. À mà con này voi tôi quay lại, lấy trụ. Lên này, ui may quá anh em ơi. Bạn đấy đang nhìn khỉ, đang mê khỉ, đấy mình bắn cho 3 phát gần hết máu. Bây giờ thì ứng nhãn bật tốc biến và bắn thôi. Ok, ui ghê quá anh em ơi. Về voi ơi. Voi làm gì vậy voi ơi. Ui con xe này gần hết máu rồi, Lavin thì ra rồi mà. Cùng lắm cấu được 1/3 máu trụ. Mà lại lên cao nguy hiểm lắm bạn ơi, mình mất tốc biến rồi. Thực ra khi chơi con tướng này ý, các bạn đứng cao một cái là các bạn toang luôn nha. Bây giờ cái chiêu cuối nó không có miễn thương, miễn khống chế đâu. Bật trục cuối các bạn vẫn bị phá chiêu. Rồi không có cái tốc biến hay tốc hành thì thôi. Rồi Kirito nhảy chiêu cuối vô, hay là Jill nhảy chiêu cuối vô là mình toang luôn. Ui, vừa nói xong. Bỏ đây thực sự luôn. Khỉ chết liên tục này anh em ơi. Căng rồi nha. Phải ôm farm chứ bạn ơi. Thì bạn đang có lợi thế là phải ôm farm. Bạn cứ sang cướp dùng thì bạn. Rồi chết, mất thế trận. Bỏ tay thực sự luôn. Tập trung ôm farm nha. Thì mình đang mất thế trận đấy. Đừng có lên cao là thua anh em ơi. Thì bạn nick game cũng rất là khỏe. Bởi vì quá lít. Có con Lavin bắn nực lắm anh em ơi. Ui lần này thì mình có tốc biến đấy. Ok rồi, bây giờ chiều cuối bác xử lý bạn luôn. Trời đâu có dễ bạn ơi, thì không có tốc biến thôi. Rồi bây giờ mình bắn hết này thì lại chết anh em ơi, cũng ra là chết thôi. Tập này vẫn yếu mà. Ui nhìn sâu diễn của bạn Jill kìa, phòng ba ăn hết đám lính luôn. Farm nha. Lính thấp quá anh em ơi. Không có sai. Map đen thôi, thực sự rất là khó chơi. Bây giờ muốn di chuyển là phải nhìn xem là Jill đang ở đâu. Thôi. Đùa thôi anh em ơi, ăn là ăn chửi sắp mặt luôn. Jill nhờ ở đây, Jill mid farm tiếp. Rồi có khi là mình về thôi anh em ơi. Ok game mình biết rồi, về chứ sao chơi được. Đừng lúp bạn ơi, không lúp mình đứng sau thôi. Mình ra lúp dính chiêu cuối là mình toang luôn ý. Có người trong bộ nè.
đứng xa bắn thôi nha. Ô thôi, thế này thì chết rồi. Lại dính hai chiêu cuối. Toàn thực sự luôn, có khi là pha đấy mình hơi vội rồi anh em ơi. Vội thực sự rồi, phải đợi Tana, đợi chiêu cuối của Kali trước, sau đó mình bắn sau. Chứ cứ để team bạn target thế này là không được chơi game anh em ơi. Của lên kia thì bạn có hai người thôi, ba đánh được mà. Jill thì solo 1-1 khỏe thôi, chứ nếu mà 2-3 mà chưa cuối không có sát thương đâu, nhất là Void với Katana có kháng phép rồi. Giờ tí mình pha với nha. Công trận một cái chất tướng mà nó lù lù như con theo này mà đi không cẩn thận là toang luôn. Mất tà thần rồi. Ăn phát này thì không biết bạn ấy có để ý không. Để ý là bị chửi cho anh em ơi. Nhưng mà nhìn kỳ fit quá mà để bạn đấy ăn hết tài nguyên thì thực sự cũng khó. Bây giờ mình sẽ đứng thật sâu nha, không thò cái mặt ra nữa. Ghê thực sự, bị ghim rồi anh em ơi. Bị top team bạn ghim rồi. Đây này. Mà thôi, nó về khí ơi. Ôi. Mày có tốc biến, may quá anh em ơi, bạn đánh nhảy chiêu cuối thôi kìa. Ôi, thế này được bắn nha. Hai chiêu cuối hết rồi, bây giờ mình bắn hết. Giờ thì không biết làm gì luôn. Ôi, còn đấy mình bắn vậy mà kỳ không ra, kỳ ra là lụng hết mạng rồi. Kỳ đang solo với Laurel, khá là gắt, còn mình xử lý Jill rất là dễ. Trong khi đó thì khỉ solo thua. Hơi đen nhỉ khỉ ơi. Ok. Yên tâm nha, mình carry được. Hay quá. Lấy một đường rồi. Đây còn lau nha, lau thì mình xử lý được rất là dễ. Đấy, không về là chết nha. Vô là lấy trụ này. Nhanh lên, top team bạn ra rồi này. Thôi về bà ơi, mình hết tốc biến rồi. Phải có tốc biến với ao và lay được deal với cả tốc thì bạn. Chứ không là như hai lần ấy mình không có cơ hội được chạy luôn anh em ơi. Ok. Ui, làm cái gì vậy? Ăn dòng luôn. Thì bạn yếu rồi, không ra đâu, deal chưa ra kịp mẹ. Ồ, bạn ấy tự sát rồi anh em ơi. Thế đi. Mình xin. Ok, lên. Lên win thôi anh em ơi. Tập trung lên win thôi. Đi chung cho khỉ ơi, đi chung win này thì bạn mất người mà. Có bùa rồng cái này khỏe lắm, bắn hết. Mất top rồi, mỗi heal mình cũng sợ đâu, lao đi heal. Ui, bay, ui. Cũng ghê phết đấy. Cái phát đấy mà mình bắn phát chết rồi mà bạn ấy tự nhiên bao đam ra anh em ơi. Là mình chưa kịp bật cung tà ma. Rồi chơi này. Hai phát lượt cái máu rồi, bốn phát mới chết. Thực sự bây giờ bắn nó cũng được phê trước 3 phát thôi anh em ơi. Đó, win nha. Thì bạn hết người rồi. Ok. Gánh team thành công anh em ơi. Bắn quá lực. Nhưng mà thực ra thì mình farm tốt, trội đồ hơn team bạn nhiều. Vượt trội với các lực bắn như này. Còn không thì thực sự bây giờ theo bắn khá là yếu. Thực sự đấy anh em ơi. Ok, video clip mình chơi theo đến đây hết rồi. Xin chào anh em, bạn clip theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.